Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái phần mềm Sabo với cái máy in nhiệt N16EI này với cái wifi ở nhà của các bạn để các bạn có thể in được cái hóa đơn bán hàng trên cái phần mềm Sabo nha. Thì cái máy in này các bạn, cái máy in này không sử dụng mực nha, máy in này sử dụng nhiệt nên các bạn chỉ cần cắm điện vào và các bạn in thôi. Thì nó cũng không cần cắm dây gì, chỉ cần cắm dây điện thôi các bạn. Tại vì nó là in không dây, nó kết nối wifi ở nhà của các bạn để in nha. Không cần cắm dây gì hết, chỉ cần cắm dây điện cho nó thôi nè. Đó, ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này và hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái wifi ở nhà của các bạn nha. Thì bên mình có hỗ trợ các bạn là kết nối cái máy in này với cái wifi của nhà các bạn cài đặt sẵn cho các bạn á. Về các bạn chỉ cần cắm điện vào các bạn sử dụng thôi nha. Thì những bạn nào mà mua máy bên mình đó thì các bạn liên hệ với bên mình để được cài đặt nha. Thì link để mua máy á, các bạn xuống dưới phần mô tả các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng được giao hàng tận nhà luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn. Và một cái máy nè, máy in X-Printer nè đây, và cộng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy ra các bạn, ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha. Rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á, thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha. Hoặc là laptop á, còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái máy in. Đây, các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi, bây giờ mình sẽ lấy cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối wifi thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái wifi cho cái máy in này nó kết nối với wifi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha. Mình để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả. Sau khi tải về các bạn được file nén như thế này ha. Các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Extract Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công đó thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó. Đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha. Mình vào Setnet nè. Rồi ở đây á, các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái wifi á, các bạn vào trong cái điện thoại các bạn xem cái wifi của mình. Cái wifi mình đang sử dụng nè. Muốn in được á, là điện thoại mình kết nối wifi, máy in kết nối wifi, hai cái sử dụng một wifi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái wifi ở mình, ví dụ ở đây là mình cái cho như trần nè. Rồi mình vào chữ y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè và cái default gateway nè. Ở trên này là các bạn thấy không, IP nè, IP address nè, network nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc chấm 1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè. Ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là .0, .1, .2, .3. Bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi ok, thì bây giờ ở đằng sau này á thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á nó rất ít có cái thiết bị sử dụng tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn. Dưới đây là cái default gateway nè, cái network này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 256.168.1.1,
255, 255, 255. Các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, chấm 1 các bạn đánh y chang luôn. Rồi. Bây giờ các bạn xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này SSID á là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi, xuống đây á là Wi-Fi cây nè. Rồi các bạn nhập cái mật khẩu vào. Các bạn nhập chính xác nha. Rồi, ở cái mã hóa nè. Rồi ở cái mã hóa này á thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được, nếu mà các bạn để nguyên á nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BA2 nè, kiếp ASNBS gì nè, đó cái chỗ này nè các bạn đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm setting on nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè. Đó. Các bạn chờ xíu nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Để mình hướng dẫn các bạn bấm in test luôn nha. Ra cái tờ in test nó sẽ có tất cả các thông tin mà nãy giờ các bạn cấu hình. Ok, bây giờ bên hông rồi các bạn. Nó sẽ có một cái bên hông nè. Bây giờ mình rút cái cáp USB ra đi. Rồi, bên hông là có nút tắt nè. Các bạn bấm tắt đi. Rồi, các bạn bấm giữ nút fit nè. Bấm và giữ nha. Rồi, mở nguồn lên. Cái đèn đỏ đây nó chớp, cái nó tắt. Các bạn buông ra. Rồi, buông ra. Cái máy này thì nó tự động cắt giấy luôn nha các bạn. Đây. Cái thông tin mình cấu hình nè. Địa chỉ IP nè. 192.168.1.250. Cái địa chỉ này các bạn sẽ nhập vô trong cái phần mềm để các bạn in nha. Đây. Netmask Gateway và cái tên Wi-Fi nè, và cái password Wi-Fi nó sẽ giấu nè. Ok các bạn, thì sau khi mà đã cài đặt xong á thì các bạn mở cái phần mềm Sabo lên ha. Thì các bạn sẽ kết nối cái phần mềm Sabo với cái máy tính này bằng cái một cái địa chỉ IP khi mà các bạn đã cài đặt sẵn á, hoặc là bên mình đã cài đặt sẵn á, thì bên mình sẽ để cái tờ giấy test này nè ở trong máy á, các bạn lấy ra các bạn xem nè. Đó, 192.168.1.253 là địa chỉ IP nha các bạn. Tùy theo mỗi máy địa chỉ khác nhau nha các bạn, hoặc là không có tờ giấy đó thì các bạn tắt cái máy đi nè. Bên hông nó có công tắc nè, máy đang mở nè. Rồi các bạn bấm giữ nút fit nè. Rồi một tay bấm giữ nút fit, một tay mở lên nè. Rồi các bạn lưu ý đèn đây nè, đèn đỏ nó chớp nó tắt một cái là các bạn buông cái nút fit ra. Đó, nó sẽ ra cái tờ giấy in test nè. Rồi đây địa chỉ IP 192.168.1.253 ha. Rồi các bạn nhập cái địa chỉ IP nào vào trong máy để các bạn in hóa đơn nha. Rồi các bạn mở phần mềm Sabo lên nè, các bạn vào thêm nè. Rồi cấu hình. Rồi thiết lập máy in. Thiết lập máy in. Máy in Wi-Fi LAN. Thêm. Các bạn chọn khổ giấy là 80 nha. Máy in này sử dụng khổ giấy 80. 192.168.1.253. Tên. Rồi kết nối thành công nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn ra các bạn in thử nha. Thì ở trên Android thì cũng y chang vậy nha các bạn. Rồi mình tạo cái đơn hàng nè. Đó các bạn ha. Đây ha. In thử nè, lần nữa nè. Đây ha các bạn ha, đây là cái hóa đơn nè. Đó. Ok các bạn ha, khổ giấy rất là to, chữ rất là nét luôn nha. Rồi ok, thì nhờ những bạn nào mà muốn mua cái in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada. Mua hàng ở đó thì các bạn sẽ được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.